Hôm 14 tháng 12, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm mạnh với chỉ số Dow Jones lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp nhờ khả năng lãi suất sẽ giảm trong năm tới. Chỉ số S&P 500 tăng 0,26%, kết thúc ở 4.719,55 điểm. Con số này vẫn thấp hơn gần 2% so với mức chốt phiên kỷ lục được lập vào tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, chỉ số Nasdaq tăng 0,19%, lên 14.761,56 điểm. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones tăng 0,43%, lên 37.248,35 điểm. Đây là mức điểm đóng cửa cao kỷ lục của Dow Jones, được thiết lập chỉ một ngày sau khi chỉ số Blue Chip lần đầu tiên trong lịch sử chốt phiên trên ngưỡng 37.000 đô la. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã giữ nguyên lãi suất như dự kiến. Đồng thời, Chủ tịch Jerome Powell cho biết chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ có thể đã kết thúc khi lạm phát giảm nhanh hơn kỳ vọng và khả năng hạ lãi suất sẽ được xem xét. Ngoài ra, hôm 14 tháng 12, Bộ trưởng Thương mại cho biết doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ tăng trong tháng 11 khi mùa mua sắm nghỉ lễ bắt đầu nhanh chóng. Điều này làm giảm bớt lo ngại về suy thoái kinh tế.